Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi những thông tin toàn cảnh trên kênh YouTube của chúng tôi. Nội dung chương trình sẽ cung cấp đến quý khán giả những góc nhìn toàn cảnh, những vấn đề nóng hổi dưới góc nhìn chuyên sâu, đa chiều đang giành được sự quan tâm lớn của dư luận. Sau Khánh Trắng, cơ quan công an đã bóc gỡ nhiều băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen có hành vi bảo kê, bốc xếp hàng hóa buôn bán tại chợ Long Biên, Hà Nội. Ngỡ tưởng sự yên bình sẽ trở lại, song nạn bảo kê vẫn tái diễn Mới đây, phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội đã bắt giữ 7 đối tượng có hành vi thu tiền xếp chỗ ngồi bán hàng tại khu vực chợ đầu mối này. Vào những năm đầu của thập niên 90, chợ Long Biên là địa bàn màu mỡ khiến nhiều băng nhóm thèm thuồng sau những cuộc tranh đoạt của thế giới ngầm băng nhóm của chùm giang hồ dương văn khánh tức khánh trắng đã thâu tóm đội bốc xếp và áp đặt sự bảo kê tại khu chợ này kể từ khi băng nhóm khánh trắng bị chia xóa hàng chục năm qua bà con tiểu thương kinh doanh tại khu vực chợ long biên vẫn phải nộp tiền bảo kê cho các đối tượng giang hồ bởi băng nhóm này bị bắt thì băng nhóm khác lại mọc lên Gần đây nhất, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội bắt giữ 7 đối tượng có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Long Biên, Ba Đình Hà Nội. Theo tài liệu điều tra, 28 người bị hại là các tiểu thương, người lái xe chở hàng đến khu vực chợ Long Biên phải liên hệ với nhóm đối tượng trên và mất tiền để xin chỗ ngồi bán hàng. Nhóm đối tượng này còn lập một khu vực riêng để thực hiện việc bảo kê, lấn chiếm lòng đường Hồng Hà, quận Ba Đình Hà Nội, tạo thành khu vực ngay bên ngoài cổng chợ. Nếu các tiểu thương không chấp nhận theo sự sắp xếp và nộp tiền thì sẽ không được bán hàng và bị đuổi ra khỏi chợ. Theo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội, trung bình mỗi ngày, nhóm đối tượng này thu từ 10 đến 30 triệu đồng, hàng tháng thu từ 400 đến 500 triệu đồng, tương đương khoảng 5 đến 6 tỷ đồng mỗi năm. Việc thu tiền không có hóa đơn hay chứng từ Năm 2018, tại chợ Long Biên cũng xảy ra vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nhóm bảo kê do Nguyễn Kim Hưng, tức Hưng Kính, sinh năm 1963, tổ trưởng bốc rỡ hàng hóa số 2 tại chợ Long Biên cầm đầu. Nhóm bảo kê của Hưng Kính gồm 5 đối tượng bị tố cáo cưỡng đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của hộ kinh doanh tại chợ Long Biên. Cụ thể, chỉ trong vòng 6 tháng, lợi dụng công việc của mình, nhóm Hưng Kính thu của hộ kinh doanh trên số tiền 35 triệu đồng. Trong đó, chỉ có hơn 7,5 triệu đồng là tiền nhân viên tổ dịch vụ bốc rỡ số 2 tham gia bốc rỡ hàng hóa, còn lại hơn 28 triệu đồng là tiền bãi. Số tiền trên, các đối tượng chỉ nộp về ban quản lý chợ hơn 10 triệu đồng. Để gây sức ép, Hưng Kính đã chỉ đạo các đồng phạm đuổi xe, đuổi nhân viên của tiểu thương không cho tự bốc rỡ, bắt ép họ phải nộp tiền bốc rỡ hàng hóa, mặc dù không bốc rỡ và cản trở việc kinh doanh, thậm chí tăng tiền thu đối với dịch vụ bốc rỡ hàng hóa. Cơ quan điều tra cũng xác định Hưng Kính là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Các bị hại khai từ năm 2010 đến năm 2017 bị Hưng Kính chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hưng không thừa nhận việc trên. Giữa năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên sơ thẩm vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long Biên. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Kim Hưng 48 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Bốn bị cáo còn lại lĩnh từ 36 đến 42 tháng tù. Không chỉ bảo kê việc buôn bán tại chợ, một hành vi vi phạm khác bị phát hiện tại chợ Long Biên cách đây nhiều năm là việc các chủ hàng, tài xế phải nộp số tiền lớn theo tháng cho các anh chị xã hội nếu muốn yên ổn làm ăn. Vào tháng 8 năm 2012, lợi dụng việc các xe chở hàng không được vào trong chợ phải đỗ ở ngoài đường Hồng Hà, Đỗ Thị Thu Hằng, chú ở Hà Nội, lập tổ bốc xếp trái phép. Ngoài hàng còn có Trần Trung Chiến, quê tỉnh Tuyên Quang, quản lý nhóm bảo kê, thu tiền của các tiểu thương và chủ xe. Do các xe chở hàng hoạt động vào buổi tối đến dạng sáng nên từ 20h30 phút hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau. Mặc dù các chủ hàng không thuê nhưng nhóm đối tượng vẫn đến các xe chở rau để bốc rỡ một ít rồi bỏ đi và đưa ra mức tiền từ 30 đến 500 nghìn đồng một lượt. Nếu các chủ hàng không làm theo yêu cầu, nhóm của Chiến sẽ gây sự, đập phá hàng hóa. Lo sợ bị cản trở việc làm ăn, buôn bán nên nhiều chủ hàng đã phải nộp số tiền từ 1,5 đến 3 triệu đồng một tháng. Cơ quan chức năng xác định từ khi hoạt động đến lúc bị bắt, tổng số tiền mà nhóm này cưỡng đoạt của nhiều bị hại lên tới gần 200 triệu đồng. Tòa án Nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội tuyên phạt chiến 7 năm 6 tháng tù, hàng 4 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, 5 đồng phạm còn lại nhận từ 5 năm đến 6 năm 6 tháng tù. Hàng chục năm qua, chuyện giang hồ hoạt động bảo kê ở chợ Long Biên không phải là chuyện lạ nhưng điều lạ là vì sao chưa thể xóa sổ hoàn toàn vấn nạn này nếu cơ quan chức năng không có giải pháp quét sạch triệt tận gốc thì hoạt động bảo kê vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều tiểu thương nơi đây Ngày 2 tháng 2 vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử người mẫu Ngọc Trinh, 35 tuổi, về tội gây dối trật tự công cộng. Liên quan tới vụ án, Trần Xuân Đông, 36 tuổi, cũng bị xét xử về tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Sau 4 giờ xét xử, Ngọc Trinh bị tuyên án một năm tù treo, được trả tự do ngay tại tòa. Hiện Ngọc Trinh đã quay trở về với cuộc sống thường nhật, tiếp tục thực hiện những ước mơ và công việc còn đang dang dở. Nhiều người cũng băn khoăn rằng khi hưởng án treo thì liệu Ngọc Trinh có quyền được hoạt động trên mạng xã hội, kinh doanh online hay xuất hiện trên showbiz hay không. Liên quan đến vấn đề này, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật cho biết, theo quy định của pháp luật Việt Nam, Ngọc Trinh được hưởng án treo vẫn có thể được đi làm, kinh doanh online, hoạt động mạng xã hội và xuất hiện trên showbiz nếu những hành vi trên không vi phạm pháp luật, không gây nguy hiểm cho xã hội. Theo luật sư Bình, án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện được tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù theo điều 1, nghị quyết số 02 năm 2018 cũng theo khoản 1 điều 88 của luật thi hành án hình sự năm 2019 thì người được hưởng án treo là cán bộ công chức, viên chức, người lao động nếu được tiếp tục làm việc tại cơ quan tổ chức thì được bố trí công việc đảm bảo yêu cầu giám sát, giáo dục, được hưởng tiền lương và chế độ khác phù hợp với công việc mà họ đảm nhiệm, được tính vào thời gian công tác, thời gian tại ngũ theo quy định của pháp luật cũng theo luật sư Bình, theo điều 52 và điều 53 của nghị định số 14 của Bộ Công Thương quy định về thương mại điện tử thì tổ chức cá nhân thiết lập sử dụng website thương mại điện tử bán hàng không phải đăng ký kinh doanh nếu có đủ các điều kiện sau đây: có mã số thuế, đã có thông báo đến Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng thông qua cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử trước khi chính thức bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ đến người tiêu dùng từ những điều nêu trên người được hưởng án treo vẫn có thể kinh doanh online như bình thường khi đáp ứng các điều kiện trên pháp luật về doanh nghiệp chỉ quy định cấm người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong đó có bao gồm người được hưởng án treo không được đăng ký kinh doanh và thành lập quản lý doanh nghiệp hơn nữa, theo Nghị định số 144 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, thì pháp luật không có quy định về việc cấm người bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo thực hiện hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trong đó có hoạt động showbiz nhưng phải tuân thủ quy định của pháp luật. Ngoài ra, theo Điều 41 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, thì cấm đảm nhiệm chức vụ, Cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó thì có thể gây nguy hại cho xã hội. Thời hạn cấm là từ 1 năm đến 5 năm, năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo. Như tin đã đưa, tháng 9 năm 2023, Ngọc Trinh đã thực hiện quay clip và đăng tải lên mạng xã hội khoảnh khắc chạy xe mô tô buông hai tay nằm khi lái xe. Việc đăng tải phát tán nội dung trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Ngày 29 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh PC01 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngọc Trinh để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Sáng ngày mùng 2 tháng 2 năm 2024, sau 4 giờ xét xử, Ngọc Trinh bị tuyên án 1 năm tù treo. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt Trần Xuân Đông 1 năm tù về tội gây dối trật tự công cộng, 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt là 1 năm 6 tháng tù. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.